Spirit Celestasy lột xác để chào đón kỷ nguyên xe điện. Rolls-Royce vừa tiết lộ phiên bản mới nhất của biểu tượng Spirit Celestasy dành cho kỷ nguyên mới và sẽ sử dụng lần đầu tiên trên mẫu xe điện Rolls-Royce Spectre. Phiên bản mới sẽ có kích thước nhỏ và năng động hơn mẫu logo tiền nhiệm, đồng thời được tạo dựng để tối ưu hóa tính khí động lực học của thương hiệu này. Ở thiết kế mới, chiếc logo trở nên tinh giản và duyên dáng hơn với chiều cao khoảng 82,73mm, thấp hơn 17,3mm so với phiên bản cũ. Thay vì đứng với hai chân bằng nhau và gần như duỗi thẳng, với thân người gập lại ở phần thắt lưng, Spirit Celestasy giờ đây là nữ thần thực sự của tốc độ. Sẵn sàng đón gió, một chân hơi nhích lên phía trước, với dáng khom và đầu gối hơi gập, đầu ngẩng cao hơn với đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Phần áo choàng phía sau cũng được thiết kế lại theo hướng khí động học và trông thực tế hơn. Tác phẩm này là kết quả của hơn 830 giờ thiết kế và thử nghiệm, với hình dạng được điêu khắc bằng công nghệ kỹ thuật số bởi một chuyên gia thiết kế mô hình máy tính làm việc tại Rolls-Royce. Biểu tượng mới vẫn được thực hiện bằng kỹ thuật đúc mẫu chảy và sẽ tiếp tục được hoàn thiện một cách riêng lẻ bằng tay để biến chúng trở thành những tác phẩm độc nhất vô nhị mà không có bức tượng nào giống nhau tuyệt đối. Phiên bản mới dành cho Spectre sẽ xuất hiện trên tất cả các mẫu xe trong tương lai, tuy nhiên thiết kế hiện tại vẫn sẽ sử dụng trên Phantom, Rolls, Race, Dawn và Cullinan, cũng như biến thể Blackback của những mẫu xe này.